Mình chào bạn nha. Có một bạn, các bạn kết bạn với mình trên Facebook á. Có bạn đó có mua mấy con ốc mượn hồn ở cổng trường học á, mà do bạn đó không biết nuôi sao đó mà bị chết hết hai con các bạn. Bạn nó mua 5 con ruro ngay chỗ cổng trường học á, mà bạn nó nuôi không được. Bạn nó nuôi sao mà bị chết hết hai con. Cái bạn đó mới cho mình, bạn đó nhắn tin với mình là bạn đó kêu mình đến nhà bạn đó để đưa cho mình ba con còn lại á, để mình về mình chăm mình nuôi. Rồi mình cũng đã đi đến nhà bạn đó và mình đã lấy về ba con ruro. Để mình quay cho bạn coi nha. Đó thì hôm nay mình mới đi làm về thì mình ghé nhà bạn đó mình lấy luôn. Cũng ở gần chỗ mình luôn, cũng ở tổ Thủ Đức luôn, cũng ở cách chỗ mình khoảng 5 cây số các bạn. Đó thì mình đi làm về mình đi đến nhà đó, bạn đó mình lấy luôn. Rồi bây giờ mình quay cho các bạn coi mấy con ốc đó nha. Đây ba con ruro đây các bạn. Đó mình mới lấy về luôn nè. Hai con giỏ này cũng đẹp chứ bộ. Như con giỏ ốc hương. Bạn đó mua 5 con ở chỗ cổng trường học á, một con 10.000. Bạn đó nuôi sao mà chết hết hai con à. Còn có ba con à, bạn nó mua 5 con. Đó. Y cái con này sao chân nó màu cam đẹp các bạn. Con này màu cam đẹp quá ta. Giống cái con Violet Sunset của mình quá ta. Không biết phải không, nhiều khi là Google đột biến các bạn. Ý cái chân nó cũng dài nè, nó giống cái con Violet Sunset của ta, y chang luôn các bạn. Để mình lấy cái con của mình so sánh cho các bạn coi nha. Ủa chẳng lẽ cái người ta bán nhầm cái con này cho bạn đó ta. Đây à, con Violet Sunset của mình nè. Đó, các bạn thấy không? Y chang luôn nè, cái chân nó dài nè. Con này thấy cũng y chang luôn à. Con cho nó bò ra tới đây. Đó. Này hai con y chang các bạn. Có dáng lẽ người ta tưởng là con này con ruro, người ta bán lộn cho bạn nó luôn ta. Cái này bạn này cũng mới trên, bạn không biết rành về mấy cái dòng ốc các bạn. Đã nuôi sao mà hai con nó bò khỏi vỏ nó chết. Thấy bạn không dám nuôi nữa, sợ chết nữa rồi bạn nhắn cho mình. Nhắn cho mình đi đến nhà bạn đó đưa cho mình về mình chăm. Đó, nếu mà bây giờ mình chăm cho bạn luôn, thì nếu mà sau này bạn muốn nuôi lại thì mình sẽ đưa lại cho bạn nuôi. Nếu bạn có thời gian bạn chăm thì mình sẽ đưa lại cho bạn nó nuôi lại. Giờ giống như mình chăm giùm cho bạn đó thôi. Mà sao cái con này sao nó giống như con Willard Sunset của mình quá ta. Nó không chui ra nữa ta, nãy nó mới chui ra. Mình coi kỹ lại cái. Đây các bạn, đúng rồi các bạn ơi. Con này cái chân nó dài nè, thon nhọn ghê luôn nè. Đó, hai cái râu nó cũng màu cam luôn đó các bạn. Đó, con này là con Violet luôn các bạn ơi, Violet Sunset luôn nè. Đó, vậy là người ta bán lầm cho bạn này rồi.
Đó, con này bữa mình mua là 60 ngàn một con các bạn, mà bạn này mua có 10 ngàn à, là rất là rẻ luôn rồi. Chắc người ta để chung một cái chuồng đó. Bạn này không biết, bạn này mua đại một con 10 ngàn luôn đó, 5 con 50 ngàn đó. Thì trong đây có một con Willard rồi, Sunset nè, cái chân đó nè, thấy không? Đó. Đó, cũng đâu có khác gì con Willard Sunset của mình đâu nè. Đó, các bạn thấy không? Y chang luôn, phải không? Hai cái râu màu cam luôn, phải không? Đó, con này bữa cam dữ lắm nha các bạn, tại vì nó sẽ chuyển ra theo màu thành màu nâu nâu nữa các bạn. Càng lớn nó sẽ càng chuyển màu nha, nó không còn màu cam như lúc hồi nhỏ nữa nha. Đó, bây giờ nó đang chuyển màu từ từ, phải không các bạn thấy không? Đó, cái chân của nó vậy luôn, lúc mình mới mua là nguyên cái chân nó màu cam hết luôn. Đó. Vậy là con này là con Willard luôn rồi, Sunset luôn rồi. Vậy là người ta bán làm cho bạn đó rồi, nhưng mà bạn nó không có nuôi được, bạn đưa mình nuôi luôn rồi. Đó, còn đây hai con Ruo này, hai đúng đúng hai con Ruo luôn. Đó, con 10 ngàn đó, bằng giá thôi. Hồi trước mình cũng mới mua, mình cũng mua ở chơi trường học đó, con cũng 10 ngàn giống vậy nè. Đó. Dạng ghê, mấy con rô này dạng ghê, cỡ nào cũng chui ra. Có con này nó hơi nhát thôi. Đó, à. Đó thì mình sẽ bây giờ hiện tại mình sẽ chăm giùm bạn đó luôn. Không. Rồi khi nào mà bạn muốn chơi lại thì bạn nói với mình ha, mình sẽ đưa lại cho bạn nuôi. À, giống như giờ mình giữ giữ trẻ giùm nha ha. Đó, bạn nó nuôi cũng giống như mình nuôi vậy, cũng bỏ cát rồi bỏ nước vô mà sao không hiểu bạn nó nuôi sao lại chết. Đó, chết hết ha, hai con, bạn nó buồn không muốn nuôi nữa, bạn nhắn cho mình đó, rồi bạn kêu mình đến nhà bạn nó lấy. Thì mình đi tới nhà bạn nó lấy thì lúc đó mình không có đem theo máy quay, có quay thì bạn mình quay bạn nó lên video này cho các bạn coi, tại mình trong lúc mình đi làm á, mình cũng đem theo máy quay và mình đi làm về mình tạt ngang nhà bạn đó mình lấy luôn đó, mình lấy về nên là mình không có quay được. Với lại mình sẵn mình nói luôn là mình không có tặng ốc ốc hay là cho ốc gì nha các bạn, nhưng mình không có kinh phí nhiều để mình mua ốc mình tặng cho các bạn nha. Với lại ốc mình nuôi, cái con gì cũng vậy, mình nuôi mình rất là quý nên mình không có cho được nha các bạn. Có một bạn hỏi mình xin ốc mình á, rồi mình nói mình không có thể cho được, thì bạn nó nói mình là đồ keo kiệt này nọ rồi vô duyên đó, thì cũng buồn lắm nha đó. Nhưng mà nói với bạn đó là mình không thể cho được nha, tại vì mình nuôi cái con vật gì mình cũng quý mến lắm. Giờ thử hỏi bạn đó, thử coi bạn đang nuôi cái con gì mà người khác xin các bạn có thể cho được hay không, đúng không các bạn? Còn mà đi ra ngoài mua thì mình mua một con á thì mình không có biết mà ship hàng hay giao hàng gì các bạn. Nếu mà muốn shop người ta giao hàng cho mình nó là hóa đơn trên 100 ngàn người ta mới giao cho mình nha các bạn, chứ mà ít quá người ta không có giao cho mình đâu. Đó thì cũng mong các bạn đó thông cảm cho mình ha, chứ mình không có thể nào mà có tiền nhiều đâu để mà mình tặng ốc cho bạn được. À, ví dụ mình mua con 20 ngàn đi mà mình người ta trên 100 ngàn người ta mới ship cho mình được, thì tính ra là phải mua 100 mấy người ta mới ship cho mình đó, nên mình cũng đâu có tiền đâu mình tặng cho bạn đó. Với lại ốc của mình đang nuôi thì mình quý lắm, mình mến lắm, mình không có thể nào mình cho bạn được ha, cũng mong là bạn nó thông cảm cho mình nha. Đó, giờ nó chua ra nè các bạn thấy không? Đó, hai con Willard luôn nè, nhìn y chang nè, Willard Sunset nè. Đó, rồi mình cũng cảm ơn bạn nhỏ này đã tặng ba con ốc này cho mình nha. Mình hứa mình sẽ chăm sóc cho nó đàng hoàng ha. Cho mấy bé này ăn, mau ăn chóng lớn ha. Đó, mau ăn chóng lớn. Rồi khi nào mà em muốn nuôi lại thì em cứ nhắn với anh. À, anh sẽ đưa lại cho em nuôi.
À, giống như em, anh giờ anh chăm chăm giùm em thôi ha. Đó, khi nào em muốn nuôi lại thì em cứ nhắn với anh ha. Đó. Rồi video hôm nay là mình được một bạn nhỏ tặng cho mình mấy con ốc này. Em nó nuôi không được thì em nó gửi lại cho mình nuôi. Mình quay cho các bạn coi. Đó. Rồi mình xin kết thúc video đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã coi video mình nha. Các bạn có video mà thấy hay thì cho anh một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video mình nha các bạn. Tạm biệt các bạn nha.